Đó, các cô chú đang chuẩn bị là lấy xe đang chuẩn bị chạy ra nè, để sắp xếp coi ai làm ai làm ai sắp xếp công việc cho nhau đó. À, bây giờ thì mình cũng chuẩn bị đi nha quý vị. Bây giờ thì mình cũng đang chuẩn bị đi. Bây giờ ai anh Vũ chào ai trước đi, đuổi đỡ rồi đỡ lại gì vậy? Để em Vũ đi trước á, không thì nếu vậy thì đi bên chỗ với Ân Phương còn lại cái gì đó. Giờ là cái chuyện không chỉ á, không thiếu còn đẩy mà kiếm ai đi, không có Chí ai gì vậy? Không có Chí đẩy bên đây nha. Đâu rồi, có Chí rồi. Ủa giờ mình đi được chưa Kim ơi? Đi đi chị. Bây giờ mình cũng chuẩn bị đi nghe vậy. Giờ thì mình cũng chuẩn bị ra xe. À, vậy thôi giờ mình cũng chuẩn bị ra xe đi. Mình chưa biết là mình sẽ đi với ai. Anh Vũ chở em, anh Vũ. Em ơi, anh có chở em đi không? Có chở ai không? Vũ. Vũ chở em đi. Anh Thi lụm cái nón à, em anh Thi. Cho đi đi Vinh Vũ. À, đây là nhà của con. Rồi có nón rồi, đi được rồi, ok. Gà vô. Bây giờ thì mình đi ra bệnh viện nghe vậy. Chặt nách kìa. Chặt nách nới ra chút ơi. À, chuẩn bị đi, bây giờ mình đi nghe vậy. À, quý vị, cô bác anh chị, bây giờ thì cơm mình đã ra xe rồi nè quý vị. Giờ chỉ chờ khi một chút nữa mình đi phát thôi quý vị nha. Đó, cơm ra xe rồi. À, hôm nay thì Phong Bụi cũng từ ở Bình Chánh về. Phong Bụi cũng từ ở Bình Chánh về Thủ Đức. Tính về Thủ Đức thôi, nhưng mà thôi ghé qua nhóm từ thiện Pháp Hoa đi quay lại phát cơm cho quý vị xem lần nữa. Đó, đây là chiếc xe này chuẩn bị đi phát cơm nữa vậy nha. Đó, đi, xe. Đi hướng nào chị Sinh ơi? Đó. Trước đây là cái bảng của nhóm Pháp Hoa nữa quý vị. À, mình quay hết cái bảng cho quý vị xem nha. Đó. À, bảng từ thiện này chữ rồi nữa vậy nha. Đó. À, đã có những dòng chữ. Chữ gì mình cũng không thấy nữa vậy. Nhà quay lại cho quý vị xem thôi. À, ống kính của mình cực rộng vậy vậy nha, mình sẽ ống kính rộng để quay. Đó. Giờ thì mấy cô mấy chú mấy anh chị đang dọn. À, xe xong rồi vậy. Ờ, vâng cô bác anh chị, bây giờ thì Hoàng Phong cũng đã tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi quý vị. Bây giờ thì mình đang xếp hàng cho tất cả bà con cô bác anh chị. Mình đang đi xếp hàng cho tất cả bà con cô bác anh chị là chờ xe xuống là mình phát cơm thôi quý vị. Ha. Quý vị xem thì bây giờ cô bác cũng đang đứng hai hàng. Bên hàng có phiếu, bên hàng không có phiếu nè quý vị. Có phiếu không? Không có phiếu xếp hàng bên đây qua xuống dưới luôn cô, đúng rồi. Đó, giờ cô bác đang đứng là hàng bên đây là hàng cô bác có phiếu nha anh chị. Đó, cô bác đang đứng đông lắm quý vị ơi. Đó, giờ tình nguyện viên đang xếp hàng quý vị. Đó, quý vị thấy không? Thường không biết là phát bao nhiêu cũng không đủ. Chiến ký 21 tôi có làm nghị sĩ quốc hội á, thì tôi sẽ kiến nghị bên quốc hội á,
À, anh à. Không, mai mốt mình kiến nghị cái bệnh viện làm luôn cái máy che dài đó tới đây nè cho đúng bà rồi. Con ta đứng là phát cơm. Kiến nghị ban giám đốc bệnh viện Phạm Thạch này là sẽ làm cái máy che dài đây cho bà con luôn. Đúng rồi. Đấy là kiến nghị vậy thôi chứ còn nó biết nó giải quyết không thì chưa biết nha. Rồi. Thôi để lát tôi vô nói chuyện với nó coi làm sao. Yên chí bà con, yên chí. Bà con cái yên chí đứng lãnh cơm này, nói chung là coi như mình cũng chịu khó nắng nôi chút xíu đi bà con cô bác. Tại vì mình đứng thì chỉ có chừng tiếng nửa tiếng rồi, mà mình đứng vài phút mình lãnh được hộp cơm rồi, còn tất cả bà con cô bác, còn mấy anh chị mạnh thường quân người ta phải thức khuya từ 4 giờ lúc 3 giờ có người đã tới rồi. Thật ra là các cô bác mình chịu khó chút xíu rồi ai cũng có phần như nhau. Quý vị cứ yên tâm đứng rồi ai cũng có phần như nhau. Đó, bà con cô bác thấy không? Quá đông. Bà con mình có phiếu, ai có phiếu ra đằng sau xếp hàng, còn có phiếu đứng bên đây. Rồi. Dưới cái xe thì đứng phía sau phía bên đây. Rồi đâu đâu người ta đi bước lên thì bước lên. Đâu đâu không có chen vô cô ơi. Ra đằng sau xếp hàng. Ra đằng sau luôn, sắp cho hết hàng luôn chứ không cho chen. Đó quý vị thấy không? Đó. Câu bà con cô bác thì rất là đông nhưng mà tài lực thì nó cũng có giới hạn nha cô bác. Tài lực thì nó có giới hạn thôi. Thì mình chỉ dùng cái tấm lòng mình làm. Nó được nhiêu thì nó được. Chứ thật sự ra mình cũng không phải nói là mình sẽ giải quyết hết cho tất cả bà con. Vì lý do là tài lực nó có giới hạn. À đây là cuối hàng này vậy. Đó, vậy thôi cái hàng này rất là xa. Cô bác đang đứng hai hàng hai bên. Đó. Ở đây có cả nhạc sĩ Phong á. Nhạc sĩ đường phố. Anh bỏ cái danh hiệu nhạc sĩ đi, tội nghiệp em quá. Đó, vậy thôi cô bác đi cuối hàng. Rồi, tội nghiệp mấy chị phụ nữ đứng nắng nôi quá, tội nghiệp mấy cô, mấy người lớn tuổi nữa nhưng mà cũng phải ráng chịu thôi quý vị ơi. Đây thì mình có sao thì mình lãnh vậy. Đó, hàng bên đây là hàng không phiếu nữa quý vị. À, hàng bên đây là hàng chưa có phiếu. Còn hàng bên đây là hàng có phiếu. Hàng bên đây mình chưa có phiếu không anh? Nhưng mà yên tâm đi, mình cũng phải có phần anh. Từ từ nó cũng giải quyết hết tất cả. Dạ. Nhưng mà mình chịu nắng chút xíu anh, tại vì thật sự thì mình cũng phải chịu một chút chứ các cô bác ai cũng khó à. Mấy người mà tụi này thức từ 3 giờ á, tụi này thức đi nấu cơm đi làm hộp cơm rồi tới 3 giờ mới có mấy hộp cơm anh. Dạ chịu khó, mình chịu khó nắng nôi xíu, chịu khó nắng nôi xíu. Dạ đó, hôm nay thì mình chưa biết do là mình đi làm về vậy nhưng mà thôi tình cờ cũng ghé ngang để quay lại cho quý vị xem. À, mình coi có hoàn cảnh nào có thể mình tâm sự và chia sẻ với lại cô bác được hay không. Thì cũng chưa có hoàn cảnh nào để tâm sự chia sẻ. Bây giờ chỉ xe tới là mình phát thôi quý vị. À, mình đang chờ xe tới. À, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. À, giờ mình chờ xe tới là mình phát. Lát chắc mình nhờ ai quay giùm nhờ hộ mình vô phát cơm à. Vũ. Ổng ở nhà ổng có lại cái thầy ổng cũng vậy giờ qua đây ổng cũng. Lát coi ai quay giùm mình để mình vô mình phát. Phát cơm cho quý vị xem ha. À, giờ thì chưa có bà con cô bác đứng chờ nữa vậy, chờ xe tới. Dạ bà con đang đứng chờ xe tới vậy. Đây xe đây vậy, xe chuẩn bị vào đấy vậy nha. Xe chuẩn bị vào rồi. Xe chuẩn bị vào rồi, giờ đó xe tới nãy vậy đó, xe tới rồi này. Đó, rồi ok xe tới rồi.
rồi mình chuẩn bị phát thử vậy, xe tới đây rồi. Rồi bà con cô bác thẳng xuống luôn, đừng gian lên, để từ từ rồi ai cũng có như nhau nha. Khẩu trang bên kia đi. Rồi bà con cô bác ai đứng đâu sắp hàng đó nghe, rồi từng người một ai cũng có phần nha bà con ơi. À, bà con cô bác chuẩn bị lạnh này rồi. Rồi cứ yên chí đi, ai cũng có phiếu không có phiếu gì cứ đứng hai hàng là từ từ sẽ có hết. Bà con cô bác đừng lo, không ai mất phần hết bà con ơi. Để cho mấy người có phiếu họ lạnh trước đi. Kêu họ qua cô thông báo nha, cái tuần sau là mình nghỉ nha, tại vì tuần sau là cái nhóm từ thiện Phúc Loa này đi xe cầu ở Cà Mau nghỉ một kỳ tuần sau ha. Rồi thẳng xuống luôn, thẳng xuống luôn. Đó, giờ mình đã nhận được phần cơm nãy vậy nha. À, đó bây giờ chị chạy ra đi, chị chạy ra sao sớm nổi còn khẩu trang nữa, hướng dẫn người ta rồi một phiếu đó, nhận cơm nãy vậy nè đó. Ba phiếu phiếu giải quyết cho 26 phiếu đó trước. Đây là phát khẩu trang. Vòng ra sao đi em, vòng ra sao đi em. Phát theo cơm, phát theo cơm. Vòng ra phía sau, vòng ra phía sau luôn chị ơi, ai tới sau vòng ra phía sau luôn. Đúng rồi, chị xếp qua cái hàng có phiếu của người ta. Chị xếp cái hàng bên không phiếu nè, sao chị không xếp? Vòng ra phía hả? À, đi qua xếp đi, một lát có cơm. Đó, vậy không? Ở đây còn người ta đông. Nè, người ta trong cổng bệnh viện, người ta đi ra vô. Nè, cổng bệnh viện. Đó, vậy không? Xung quanh là chị xin nữa coi. Vậy thôi. Rồi cái bảng đây là cái bảng từ thiện Pháp Hoa nghe quý vị. Để gặp cái bảng chuẩn bị xem nha. Đó. Đây là số điện thoại rồi bảng của xe nha. Đó. Rồi thả xuống dưới luôn. Đây là phát khẩu trang. Đó, mấy người này đứng đây chia là đó. Đây là cảnh sau hội trường quý vị. Sau hội trường có những người đã lãnh cơm nha.
đó. Đó là sao. Lấy phiếu đây là phần thu phiếu này. Đó, họ lãnh đi ra đây là mình thu phiếu lại. Rồi mình thu lại những cái phiếu này vì đó. Hay là mình thu lại những cái phiếu phát phiếu nha. Đây là khẩu trang nữa vậy. Khẩu trang phát cơm theo phiếu chú thông cảm chú. Này phát theo phiếu mà. Mọi người thông cảm đi, đừng ai nghĩ cho riêng mình hết mà hãy nghĩ cho cái chung. Rồi tới đi anh. Rồi. Ông ra chứ không phải ông dịch. Ờ, cái trang mà. Hả? Cái trang tặng mà. Ông trang tặng cho lấy tiền. Trời ơi, cho ông ấy, ông nói là cơm, cơm chay mà sao nó có trứng mà. Quý vị thấy không, nhiều người thắc mắc quá. Ý họ hỏi để làm cái gì mình cũng không hiểu luôn quý vị ơi. À, lãnh cơm ra nè đó. À, thẳng tiến luôn, thẳng tiến luôn, đừng dòm lại. Thẳng tiến luôn, đừng dòm lại, kẹt đường cô bác ơi. Rồi miền Tây thẳng tiến luôn, đừng dòm lại, kẹt đường. À, thẳng luôn, Cà Mau thẳng tiến luôn. Miền Trung thẳng tiến, miền Bắc thẳng tiến luôn. Thẳng tiến xuống dưới luôn, đừng quẹo vô đây. Em áo đỏ nè, ăn cơm. Ở qua anh kia khẩu trang. Một người một hộp, một bịch khẩu trang. Một người một hộp, một một cái khẩu trang. Nhiều hay nhiều đi. Nào thôi. Người nào sao thì không có. Ờ, không có chịu lộn xộn. Thắng luôn anh ơi, không có đứng đây được. Anh tiền rồi. Đó, có rồi, hồi nãy lấy rồi. Anh lấy rồi. Anh lấy rồi. Mình là nên là chiều rồi em lái gọi đi. Anh cứ luôn. Sẽ ở ngoài. Rồi thẳng xuống luôn em gái, thẳng xuống hàng sau luôn. Thẳng xuống hàng sau luôn. Cho ăn hộp đi mà. Không được, không được. Rồi thẳng xuống luôn em. Khẩu trang này phát, khẩu trang chỉ phát chung với cơm thì những người có phiếu, có phiếu cho em là thiếu phần của người ta. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Chú đi vô đây nó kẹt đường nè, chú đi ở ngoài giùm đi chú. Cũng gần hết cơm hết người rồi vậy. Cũng gần hết cơm hết người luôn rồi. Người nào có phiếu đi ra bên cái tường không? Rồi ai có phiếu đi hàng xét bên vách tường luôn. Cô có phiếu không? Không phiếu ra làm sao chứ chen vô chứ. Trời ơi. Có phiếu thì ra làm sao với người ta chứ, tự nhiên mình chen vô. Phiếu. 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 Phiếu.
mình cứ đi tới đâu khách hàng thì cứ tự lên đó. Ủa sao mình đông khách hàng đi ra đằng sau khách hàng chúng ta đi về thấy không? Hết rồi vậy, gần hết rồi. Mỗi người một phần thôi quý vị ơi, đừng ai xin hai phần nha. Ở đâu cũng có rồi thôi anh ơi, có rồi thôi. Mỗi người một phần thôi. Mỗi người giờ đi tới luôn chú, tới rồi đi tới luôn. Cái gì hết đi. Bên đây. Ở đây nè, đây nè. Ở trang nó cũng có đó. Ở trang bên đây. Rồi cũng gần hết rồi vậy. Còn có nhiều rồi, nó hết cơm. Rồi sân trống mọi vị người hết luôn rồi. Nói thì cái chuyện đó tôi thấy là không phải là ngoài lệ đâu, nó có. Mình vô mình xin cơm ở ngoài để lấy xe mình. Khổ cái gì. Sao? Mới dựng xe mới vừa quay lên lấy luôn. Sao anh giờ chú Dân xin cơm mất xe hả? Em lại tham nhiều xin cơm mất xe nữa vậy. Cái bà xã gọi mình gì đây không kia? Ok bá đi. À, xong rồi hết rồi vậy ơi. Đó đó đó. Rồi bây giờ thì video của mình xin kết thúc tại đây nha quý vị. Cũng đã phát xong 700 phần cơm rồi quý vị. Giờ chỉ còn leo qua về cô bác. Đó. Qua đây nè, đừng có cho mình đó cô. Khách hàng vô lấy đó. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi. Rồi vô nhận đi anh, vô nhận đi anh ông đó giữ xe giùm cho ổng, chuyên giữ xe cho người xin cơm á. Ổng chuyên giữ xe cho người xin cơm, mất xe là cứ đền ổng, đừng lo. Ổng chuyên giữ xe cho người xin cơm. Nhóm từ thiện phát qua là phục vụ phát cơm từ A đến Z luôn quý vị. Từ A đến Z luôn quý vị, quý vị vô xin cơm là có người giữ xe. Rồi cảm ơn anh đi nha, bình an anh. À quý vị ha. Tại sáng nay mình đi ra ra khỏi rồng cặp gái đó. Thôi để xe đây giữ luôn, cho để xe cho ông đó ông giữ luôn rồi xuống xin cơm luôn chú. Khỏi phải chạy xe vô cho nó chật, nó kẹt đường. Còn mấy phần là hết rồi quý vị ơi. Còn không có nhiều phần là hết rồi quý vị. Rồi hết cơm rồi. Quý vị ơi thôi giờ video của mình xin kết thúc tại đây nha quý vị. Hôm nay thì cũng đã hoàn thành mỹ mãn, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của quý vị.
hãy like, share và comment, nhớ đăng ký kênh cho Phong Bụi Vlog đường phố nha quý vị ơi. Every single day.